Hello, chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái combo thuốc viên sử dụng cho gà, vịt, chim cảnh, bồ câu và chó mèo. Nói chung thuốc thú y mình xài được chung hết các bạn, chỉ cần các bạn coi hướng dẫn, trong đó người ta sẽ hướng dẫn con gà thì sử dụng bao nhiêu, con chim sử dụng bao nhiêu, chó mèo sử dụng bao nhiêu. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái thuốc bổ tăng lực, nó có tên là F-Vita Amino Acid. Thì các bạn coi tác dụng của nó nè, gì đó, tăng trọng dai sức nè, giúp chim cảnh lông bóng mượt, thai lông nhanh, chim căng lửa. Nói chung là chúng ta coi thành phần của nó thì các bạn thấy chủ yếu là vitamin và khoáng chất. Nó có những cái chất rất là cần thiết, chẳng hạn như có kẽm, có magie. Trong một số trường hợp con vật lông nó không có bóng mượt như là chó hay là gà thì do nó thiếu kẽm, thì nói chung cái này là cái dạng thuốc bổ kèm những cái chất khác giúp cho con vật nó tăng lực căng lửa. Để mình tháo ra cho các bạn coi cái viên nó như thế nào. Tại căng quá đi ta, tháo sao. Ok, thì cái viên nó như thế này thôi, hộp 10 viên. Cái loại này là một ngày uống một lần, cái loại thuốc bổ Effervita này một ngày uống một lần. Trường hợp mà con vật nó bình thường không yếu lắm thì một tuần uống một lần. Nếu trường hợp con vật nó hơi yếu yếu thì một tuần uống 2-3 lần. Nếu con vật vừa mới khỏi bệnh thì một tuần uống 7 ngày luôn, tùy theo cái thể trạng của con vật thôi. Tiếp theo là mình xin giới thiệu một cái loại thuốc, cái dạng này là thuốc tào, điều trị các bệnh viêm phổi, tiêu chảy, nói chung khò khè tiêu chảy các bạn, nhưng mà nó là thuốc tào hay là thuốc nam gì rồi đó. Thì thành phần của nó thì toàn là thuốc bắc thôi, có xuyên tâm liên này các bạn, là cái thuốc mà mấy người mà bệnh covid trong thời gian đầu người ta cũng xài. Nói chung là đa số thuốc á, thì con vật nó bệnh là xài được hết, tiêu chảy hay viêm phổi gì cũng được. Nhưng mà do cái quá trình mình xài thì mình sẽ thấy nó điều trị viêm phổi hay hơn hay là tiêu chảy hay hơn. Thì loại thuốc này nó có tên là viên ôn thanh. Thì loại thuốc này mà một ngày uống 2 lần, sáng lần chiều một lần. Cái lợi ích của cái việc mà sử dụng thuốc viên á, là chúng ta cho uống nhanh, chúng ta không cần phải pha, chẳng hạn như thuốc bột thì chúng ta phải pha nước cho uống. Rồi thuốc tiêm thì chúng ta phải bắt con vật phải tiêm, nhưng mà con vật thì nó đâu giống như con người, nó nằm im cho mình tiêm đâu các bạn, nó giãy giụa tùm lum, rồi chó mèo thì nó còn cắn nữa. Bởi vì thuốc viên á, là cái cách an toàn nhất, mình chỉ cần cầm viên thuốc mình nhét sâu vào cuống họng của nó, rồi mình bệnh mỏ nó lại 1-2 giây mình buông ra là nó nuốt rồi đó. Giống như mình thôi, các bạn cầm viên thuốc các bạn để sâu vô cuống họng cái là tự động nuốt luôn à. Ok, tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn một loại thuốc cũng khá quen thuộc, đó chính là Amoc, nhưng mà nó là dạng viên. Thì cái loại Amoc này á, nó là một cái kháng sinh có phổ kháng khuẩn rộng, có nghĩa là nó trị được nhiều bệnh đó các bạn. Trong đó thì có tiêu chảy, có viêm phổi luôn. Nhưng mà thông thường mình thấy thì Amoc này nó ngang ngang nha các bạn. Viêm phổi nó trị cũng hết, tiêu chảy nó trị cũng hết, nhưng mà với điều kiện là bệnh nó dạng như thông thông thường, bệnh nhẹ thôi nó. Còn chẳng hạn như những cái tiêu chảy đặc thù thì mình sẽ xài thuốc khác đó. Cái thuốc Amoc này là một ngày uống 2 viên, gà chim cảnh bồ câu gì cũng vậy, ngày uống 2 viên. Đây là cái vỉ của nó. Ngày uống 2 lần, sáng lần chiều 1 lần.
Ok, để mình bỏ vô mình giới thiệu tiếp. Rồi, tới gì nữa đây? Đó, thầy chẳng hạn như con vật nó bị bệnh mà chúng ta đã xài viên ngọc thanh rồi không hết, chúng ta chuyển qua xài amoxicillin. Amoxicillin xài không hết nữa thì chúng ta xài cái kháng sinh đặc hiệu hơn. Đó chính là lincomycin và spectinamycin, mà hai thằng này nó gộp chung ta đặt tên là lincospectina. Nó đặc trị hô hấp mãn tính, viêm phổi, ủ viêm ruột, tiêu chảy. Hô hấp mãn tính là cái trường hợp mà mình thường thấy, còn chẳng hạn như con gà thì nó cứ khẹt khẹt hoài à. Ăn uống thì bình thường nhưng mà nó cứ khẹt hoài, mình biết nó bệnh nhưng mà nó thấy nó ăn uống bình thường. Và cái trường hợp này thì điều trị nó khó hơn là những cái trường hợp khò khè sổ mũi khác. Nó gọi là viêm phổi mãn tính, bởi vì chúng ta phải uống thuốc từ từ. Thì chúng ta sẽ cho cái uống thuốc lincospectina này uống liên tục 1 tuần, chẳng hạn như là 1 ngày uống 2 lần, một vỉ của nó là 10 viên đó. Thì như vậy là một vỉ nó uống được 5 ngày, thì các bạn có thể cho uống 5 ngày trước rồi thấy nó bớt thì các bạn mua thêm một vỉ cho uống thêm 5 ngày nữa. Thành phần của nó là các bạn cách dùng. Thành phần của nó là lincomycin và spectinomycin. Ok, để mình lấy ra mình cho bạn coi cái viên. Thì nói với chung còn còn có mấy viên thôi. Nhưng mà chẳng hạn như là mà có viên coi gì là được rồi. Tiếp theo là mình tới cái gì ta? À, tới cái thuốc Cantrix. Cái Cantrix này thì thuốc trị đạn lở loét ở miệng của gà, bồ câu, chó mèo thì cũng xài được. Cái này nó đặc điểm là chỉ sử dụng một liều duy nhất, có nghĩa là nếu mà bệnh thì chỉ cho uống một viên thôi các bạn, là nó đã hết rồi. Cái loại thuốc này nó rất là hiệu quả. Đó, thì chẳng hạn như cái hộp mà 100 viên á, là một vỉ nó 10 viên như thế này. Đó. Còn cái hộp 10 viên, chẳng hạn như cái hộp này là hộp 10 viên nè, thì cái vỉ nó như thế này. Thì thật ra nó chỉ khác cái bao bì thôi các bạn, chứ còn nội dung bên trong thì nó y chang. Ok. Tất cả những cái trường hợp mà bị lở loét ở trong miệng á các bạn là được coi như là đạn hết. Đó, cái thuốc này có thành phần là canidazole. Thuốc đạn ở người nó cũng sử dụng thành phần này các bạn, bởi vì thuốc này nó rất là hiệu quả. Ok, rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thích thì hãy bấm like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Bên cạnh đó thì các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký để cập nhật những cái video mới nhất bên mình. Rồi, chào các bạn.